Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Những chiếc iPhone 10 là new hiện nay tại Di Động Việt chỉ còn mức giá chưa tới 1 triệu đồng, cụ thể là 9.979.000 đồng, thì như là mình nhớ không nhầm gì vậy. Và nếu như các bạn đang muốn mua iPhone 10 thì nhanh tay đến Di Động Việt thôi. Quay mắt một lúc là đang trong cái đợt dịch này thì nên là các bạn hãy mua hàng tại nhà nhé, bởi vì mua hàng tại nhà sẽ rất có nhiều khuyến mại luôn. Chúng ta sẽ được giảm giá tận 150.000 đồng nếu như các bạn mua hàng online. Thêm vào đó, nếu như thanh toán qua VNPay nữa thì sẽ được giảm tận 150.000 đồng, quá đã đúng không? iPhone 10 là một sự lột xác hoàn toàn khác biệt những thiết bị iPhone trước đây mà Apple đã từng ra mắt. Mặt lưng kính bao cong nhẹ, bóng bẩy, khung viền thép cứng cáp tạo cho máy một sự đầm tay để dễ dàng cảm nhận được. Cái phần khung viền được mài nhẵn liền lào với mặt lưng kính bao cong nhẹ, thế nên là hầu như nó không có cái cảm giác bị cấn trong quá trình các bạn vuốt. Tuy nhiên nó lại rất dễ bám dấu vân tay. Thêm vào đó là khung viền trên iPhone 10 nó cũng trơn bóng và rất dễ bị cháy xước các thứ này. Khi mà cầm thì cũng sợ bị tuột tay nữa. Thế nên là với iPhone 10 thì mình khuyên các bạn nên sử dụng ốp để nó tiện lợi nhất nhé. Khi nào mà chơi game nóng máy quá thì cởi ra cho mát thôi. Với iPhone 10 thì Apple đã tạo ra cái trào lưu tai thỏ ở đây với thiết kế màn hình full view. Nó đã trở thành xu hướng thiết kế của smartphone trong khoảng thời gian mà iPhone 10 ra mắt, cũng như là đến bây giờ nó cũng đã khơi mào cho các smartphone full viền hiện nay. Với chiếc máy này thì đây cũng là chiếc máy đầu tiên mà Apple trang bị cái màn hình OLED. Màn hình OLED này thì vẫn sử dụng cấu trúc điểm ảnh do Samsung cung cấp, thế nhưng yêu cầu chế tạo riêng theo những quy định mà Apple đặt ra để tạo nên một cái độ tương phản cao. Màu đen vẫn rất là sâu nhưng mà tông màu thì lại không quá rực rỡ và góc nhìn khá tốt. Với màn hình này thì đương nhiên là xem phim rồi chơi game các thứ thì bao ngon rồi. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có True Tone, một cái giúp điều chỉnh nhiệt độ màu để các bạn có thể sử dụng phù hợp với môi trường xung quanh. Và nếu như ai đang có ý định nâng cấp từ những mẫu iPhone cũ như kiểu đời iPhone 6, 7, 8 các thứ thì lên iPhone 10 thì quá là ngon rồi, mà đến cho các bạn những cái trải nghiệm nó tuyệt vời hơn và đã hơn rất là nhiều. Tiếp đến là về phần camera thì dẫu sao iPhone 10 vẫn là chiếc máy đầu tiên mà trang bị thiết kế camera kiểu dạng dọc như thế này. Mặc dù nó hiện nay không phải là một điểm cộng lớn với chiếc máy này bởi vì là số lượng camera nó đã hạn chế hơn rất nhiều so với những mẫu máy khác ra mắt khoảng thời gian gần đây. Có thể là camera tận 3-4-5 camera nhưng mà chưa chắc chất lượng hình ảnh, độ chi tiết và sắc nét bằng được những chiếc iPhone 10 đâu. Ở thời điểm ra mắt thì Apple đã chú trọng nâng cấp về camera đáng kể. Ngoài việc là camera được xoay dọc như mình đã nói ra thì phần cứng của máy cũng được thay đổi với camera kép có khẩu độ 12 MP, được trang bị nhiều tính năng cao cấp như chống rung quang học, khẩu độ lớn giúp thu ánh sáng tốt, rồi là chế độ HDR, chụp hình studio, chụp ảnh chân dung, portrait vân vân và nhiều tính năng cao cấp khác. Với chất lượng chụp hình thì đương nhiên mình cũng sẽ không cần phải nói quá nhiều, ảnh lúc nào cũng ra rất sắc nét, chi tiết, màu sắc rất là trung thực. Tuy nhiên thì chất lượng chụp ảnh ngược sáng hay là chụp đêm của chiếc iPhone 10 này vẫn còn chưa được tốt lắm. Nhưng mà với những cái nhu cầu chụp hình cơ bản thì mình nghĩ là iPhone 10 vẫn rất đáp ứng được. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có khả năng quay video 4K với 60 fps. Phía trước thì chúng ta sẽ có đây là một camera selfie với độ phân giải là 7 MP, đủ để các bạn selfie sống ảo kết hợp với các app thứ ba, rồi có thể là gọi FaceTime với bạn bè và người thân nữa. Còn về cấu hình thì như các bạn đã biết, với chiếc iPhone 10 chúng ta sẽ có đây là con chip Apple A11 Bionic. Nó thì cũng đã bước sang năm tuổi thứ ba rồi, nhưng mà nó vẫn được đánh giá là một trong những con chip di động khá là mạnh mẽ ở thời điểm hiện nay. Mọi tác vụ hàng ngày lướt web xem phim kiểu nhẹ nhàng thì đương nhiên không có gì phải bàn cãi rồi. Còn với chơi game nặng thì vẫn cho phép các bạn mở PUBG Mobile với mod setting là HDRVS là cực cao. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nếu mà chơi game thì không nên mở cái mod setting này nhé, bởi vì là nó sẽ rất nhanh nóng máy và nhanh hết pin. Thế nên là các bạn hãy cứ mở ở cái mức đó là 10 và cực độ thì chơi sẽ bao ngon bao mượt và sẽ được lâu hơn. Và với iPhone 10 thì chúng ta sẽ vẫn có cái Body Touch, một trong những cái cảm ứng lực khá là hay ho giúp các bạn thao tác nhanh trong các tác vụ hàng ngày. Thêm vào đó là chơi PUBG Mobile nó cũng tiện hơn, nhấn vào màn hình là các bạn có thể bắn thôi, rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nói chung thì với chiếc iPhone 10 và cái cấu hình này thì vẫn dư sức để các bạn có thể sử dụng trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa của những tác vụ nhẹ nhàng. Còn nếu mà để cày game thì khoảng 1 đến 2 năm vẫn rất là trâu. Còn về dung lượng pin thì như mình cũng đã nói, pin ở đây không phải là một điểm cộng với nó, bởi vì là chúng ta sẽ chỉ có một dung lượng pin khiêm tốn trong một thiết kế nhỏ gọn là 2716 mAh. Với cái khả năng tiết kiệm pin trên con chip Apple A11 Bionic thì nó vẫn có thể cho phép các bạn sử dụng trong một ngày nếu như các bạn sử dụng với tác vụ nhẹ nhàng và cường độ vừa phải thôi. Còn nếu bạn nào mà chơi game thì mình nghĩ rằng là trong một buổi tối chơi game là đã có thể hết pin với chiếc máy này rồi. Nhưng mà không sao, kể cả có chơi pin hơn nữa cũng không phải lo lắng, bởi vì là máy có sạc nhanh 15W mà, nên nó cũng sẽ rút ngắn được khoảng thời gian sạc. Ok, nói tóm gọn lại, hiện nay với chiếc iPhone 10 giá chưa đến 10 triệu thì khá là hấp dẫn rồi đúng không? Và các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.